Chào em, Thanh Thúy, quê Long Xuyên hả? Long Xuyên em ở đoạn nào? Em ở phường Mỹ Long bác sĩ. Phường Mỹ Long hả? Chị cũng gần cho bác ha, biết cho bác sĩ phải không? À, có tình đi ngang. Bác là thạc sĩ bác sĩ Tuyền, là người sẽ tư vấn cho em, đang tư vấn video nè, là người sẽ trực tiếp phẫu thuật cho em luôn. Yeah. Rồi. Nhưng thì em không biết, nhưng mà em mê là mê hồi thật con gái là nhưng mà không có điều kiện để làm. Người ta bây giờ có chồng rồi, có con rồi, cũng hấp dẫn, không có điều kiện để làm. Rồi. Em không muốn làm cái sống mũi nó thường quá, sẽ không đẹp, chắc là em đẹp tự nhiên. Cho nên còn cái chi phí phẫu thuật nó cao quá, 5-6 triệu cũng là chịu không nổi. Cho nên là em cứ không dân rồi thôi, bỏ luôn. Chứ là em hơn lắm, em rất là ham và sửa mũi luôn. Hồi gái là rồi, ok. Bây giờ thế này, gương mặt của em á, xong là mũi thì nó cũng hơi bị hút một chút, do cái trán em có và cái xương gò má em có, thành ra cái phần mũi em hơi cao lên chút xíu rất là đẹp nhé. Tức là cái dáng mũi phải hơi cao lên chút xíu, thì xong đó sau đó tiêm cái cằm một chút. Hiện tại bây giờ cái cằm thì đủ, nhưng mà nếu cái mũi em mà hoành tráng lên thì cái cằm hơi thiếu. À, em còn hỏi bác sĩ gì nữa không? Em nói là tại sao có cái chương trình mà thẩm mỹ phẫu thuật có 100 ngàn, không tin mới, mà trong khi đó Long Xuyên mình nữa, mà em mê lắm, em mê nào giờ lận, nhưng mà cái kinh phí nó không đủ để mà em làm cái gì đó. Rồi. Cho nên cái lây lắm thì em nói mẹ ơi, đợt này con thấy rồi, để con tham gia thử coi được không mẹ. Rồi, ok. Em ở chỗ đèn bút ngọn em thấy cái hình của bác không? Dạ thấy. Đó. Em chạy ngang có thấy mà em thấy cao nhá, em không có điều kiện đâu để cho làm, cho nên là em cứ để ngoài thôi, thì ước mơ cứ là mơ ước thôi. Rồi, ok. Vậy như vậy thì ngay cái đợt này nếu mình được chọn á là mình may mắn rồi đúng không? Không có phải tốn chi phí gì hết, hoàn toàn là chỉ đóng 100 nghìn thôi nhé. Ok, rất là vui gặp em ha. Do bây giờ mình không có gặp trực tiếp được, mình sẽ gặp trên mạng vậy. Để khi mà mở cửa lại thì bác, nếu như em được chọn thì bác phải gặp trực tiếp cho em, và khi phẫu thuật mình phải gặp nhau lần nữa. Ok. Rồi, thôi bác sĩ chào em nha. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Bye bye em. Dạ.